Sau một năm rực rỡ của bóng đá nữ Việt Nam, Tết là thời điểm tuyệt vời để những học trò quay trở về với người thầy, người cha chung thật đặc biệt của họ. Căn nhà của chú Mai Đức Trung thì thực sự cảm thấy đây thực sự là một gia đình khi mà những đứa con quay trở về với bố mẹ của mình. Cảm xúc của chú Trung bây giờ như thế nào ạ? Nếu mà tính thì thời kỳ mà huấn luyện bóng đá nữ đến bây giờ thì hôm nay với đầy đủ các cháu các con nó đến chơi và chúc Tết gia đình tôi rất là cảm động. Tưởng là chỉ có một vài bạn thôi, hóa ra là được rất đông như này. Chú Trung thì đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam 25 năm, tức là 1/4 thế kỷ rồi. Vậy thì trong 25 năm đấy, 25 cái Tết của chú ấy, thì có cái Tết nào mà chú cảm thấy đặc biệt nhất? Cách đây đúng 1 năm thì là đội tuyển bóng đá nữ của chúng tôi đang tập huấn tại Tây Ban Nha và sẽ đi về Ấn Độ để thi đấu World Cup. Đấy thì đúng vào cái thời điểm đấy, cách đây 1 năm thì chúng tôi bị Covid. Và nó cũng là một cái Tết mà chúng ta xa gia đình. Dạ vâng. Chắc là Thanh Nhã sẽ là người cảm nhận rõ nhất cái điều đặc biệt của cái Tết đang ngoài, đúng không? Rất là đặc biệt khi mà phải xa gia đình cũng như là phải chiến đấu với cả Covid. Đêm 30 Tết bên đấy cũng bắn pháo hoa thì bọn em cũng nhảy ra xem, xong mà bọn em gọi điện về cho gia đình thì cũng có rơi nước mắt, nhưng mà nghĩ về mục tiêu, nghĩ về đất nước nên bọn em quyết tâm bỏ qua những cái đấy để bọn em thi đấu thành công. Đến bây giờ nhiều lúc tôi cũng nghĩ lại cái hành trình lúc đó, phải nói là thực sự là cảm động. Mặc dù sức yếu nhưng chúng ta đã khắc phục rất là nhanh để chúng ta thi đấu World Cup. Có những cái trận 3:30 chúng tôi đá này, có những trận chúng tôi 1:30 trưa là phải đá rồi, mà thời tiết ở Ấn Độ rất là nắng nóng, nhưng ngay từ 1 giờ các bạn đã quần áo giày dép đầy đủ để chúng ta ra tập luyện và thi đấu. Và một cái tinh thần Việt Nam rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó là Trương Thị Kiều, sút bóng. Đội tuyển nữ Việt Nam đang vươn lên. Thời điểm đó có lẽ là Trâm nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất đó là cái tinh thần thi đấu vì bản thân, vì màu cờ sắc áo, vì quốc gia. Và bên cạnh đó với cá nhân Trâm nghĩ rằng vì người thầy của mình. Bác Trung đối với cả tất cả các cầu thủ, có thể là bác Trung, bố Trung, huấn luyện viên Mai Đức Trung. Đi đến đâu gặp bố Trung ngoài đời là phải chào từ xa, con chào bố. Vì thầy Vi nói thật là mình là vừa là học trò của bố và cũng bây giờ cũng là tiếp bước cái công việc của bố. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta không nằm mơ đâu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này ngày 6 Tết Nhâm Dần 2022. Đấy là những cái thành quả mà chúng tôi, đội nữ chúng tôi đã làm được trong cái năm 2022 vừa qua. Năm 23 tới đây ấy, thì nhiệm vụ tham dự SEA Games tại Campuchia, rồi là World Cup này, rồi là ASEAN tại Hàng Châu Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào làm tốt cái công việc của mình hơn nữa. Và chúc cho các cầu thủ đá Việt Nam sẽ chân cứng đá mềm, và bóng đá nữ Việt Nam sẽ có được thật nhiều thành tích hơn trong năm Quý Mão 2023.